Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái vị tướng rất là lâu rồi mình chưa chơi. Đó chính là Phi Đéo. Cái này, con này gọi là đéo gì anh em nhở? Một chút để mình sẽ... Ơ, con này hút ít thế nhở? Mình sẽ gọi con này là người quạ đi. Ơ, mình nhớ là hút lâu lắm mà. À đây. À, khá là lâu rồi mình chưa cho con này. Ơ, con mẹ đó. Hôm nay thì mình sẽ chơi con này lên theo kiểu đồ AD nha anh em. Ăn con này thì, chơi con này thì chúng ta không mất nhiều máu lắm khi ăn rừng. Rồi, con này mình sẽ gọi con này là người qua. Này mình sẽ tí nữa sẽ nhờ anh Google, chị Google đọc hộ cái tên con này. Mình không phát âm chuẩn lắm. Feeder stick thì phải. Nói sai sai đúng không anh em? Rồi, thì hôm nay nó ra cái bộ skin mới. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi thử cho anh em xem cái bộ skin này nó sẽ đẹp như thế nào. Lại hút, ui con này hút khá là phê luôn. Hôm nay mình lại chơi con này lên theo kiểu ADC cho nên là hút thì nó cũng vừa thôi. Hôm nay thua Lan rồi. Quá tội cho đi vật, anh ấy giúp dừng hơi lâu thì phải, cho nên anh ấy ra muộn hơn. Này cũng chả biết combo nào nữa. Anh em nào biết combo thì hãy chỉ cho mình với. Mình đang tập chơi con này. Mới chơi. Thôi mình sẽ phải sử dụng cái trừng phạt ăn cho nó nhanh rồi. Rồi đi rừng của tên bạn đó chính là Lê Sinh. Có được câu độ 3 rồi. À hình như là mình biết combo của con này rồi. Nghe nói là con này lên phép rất là khó chịu luôn. Hôm nay mình sẽ không lên phép mà lên đồ của AD nha anh em. Mình sẽ đi không cho xua về luôn à. Định ganh. À chưa về chưa về. Tôi sẽ đi đồng vòng. Hút chính dưỡng, hút chính dưỡng. Hay quá ông ơi. Hút chính dưỡng sắp mà lờ mày luôn. Thì con này có cái skill hoảng sợ ấy anh em. Rất là khó chịu luôn ấy. Mình đảm bảo anh em đối đầu với con này mà nó đi support hay là đi đâu đấy thì bao khó chịu. À thằng Lê Sinh, thằng Lê Sinh muốn làm gì bạn tao không vậy? Muốn làm gì bạn tao nha. Con cua này. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà mua đồ gái. Anh em có thể xem qua cái hiệu ứng của con này. Ủa ơi. Một pha cóc nhập à? Con này ếch nhập con mẹ nó rồi. Ông này hôm farm giùm tôi cái ông ơi. Tí tôi ganh cho. Thì mà cứ nóng tính thế. Ăn lại một mạng sao lại fit lại một mạng. Đấy gọi là lỗ đấy ông ạ. Ông farm hình như là cũng thua đây. Nó farm 32, ông farm 19. Rồi chúng ta sẽ đi ăn cua sau đó, ăn cóc sau đó thì chúng ta ganh ông to một chút. Chứ để ông ấy fit quá không được. Hay da, hút máu, hút máu, hút máu. Sẽ gọi skill này là hút dinh dưỡng. Mày Lê Sinh, á Lê Sinh lại Lê Sinh. Chết con mẹ tôi rồi. Ủa đông quá, đông quá. Bọn nó cũng đang đánh nhau ở đây. Biến ra. Ủa chết ông Yasuo rồi. Bạn có thể cho mình hút một chút dinh dưỡng được không ạ? Xin hút tí đâu mà làm gì vậy Yasuo anh. Bạn có
thể cho mình hút xin một chút dinh dưỡng không ạ? À, thằng Lee Sin nó đang ở trong này, nó ăn, nó cướp con mẹ nó xong rồi anh em ơi. Vậy thì chúng ta sẽ đi gank mid nhá. Xin hút cái dinh dưỡng thôi mà không cho. Hút dinh dưỡng. Anh em thấy ghê chưa? Skill con hút dinh dưỡng này vậy giọng vừa đâu. À, bắt được một chim này. Đá lưỡi phát. Ghê quá nhở. Ô, mình nghĩ là mình sẽ lên những cái món đồ tốc độ đánh. Đấy. Cái này chơi đồ siêu dị mà anh em. Anh em nào biết kênh của mình thì mình sẽ lên những cái món đồ mà mẹ siêu dị luôn. Và những con tướng mẹ cực là hot luôn. Cho nên là anh em nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé anh em. Dù có phế đi chăng nữa. Hút dinh dưỡng, hút dinh dưỡng. Mình còn hút cà phê. Anh lên xin nó ăn cái bãi này. Ăn xong cái này thì mình sẽ đi đánh cóp một phát. Đợi chút ông ơi. Đợi chút tôi anh nhá. Ai nhìn nó vừa cắm mắt ở đây. Mình chưa có cấp độ 6. Từ từ ông ơi. Hút dinh dưỡng, hút dinh dưỡng, hút dinh dưỡng. Chém nó thôi. Quá dễ còn gì nữa. À, thằng Lee Sin nó ganh bot kìa. Được đấy, cần cờ họ. Mình sẽ đi cướp bùa đỏ của nó. Dám ganh anh em tao à? Sasuke không biết nhìn map. Nhanh. Ôi, nhìn nó hút kìa. Thè cái lưỡi của nó ra. Cũng rất là gớm. Đá nhanh. Cũng sắp mặt lờ mày luôn. Mấy anh nào muốn mình review skin nào nữa thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình làm cho anh em xem. Cướp nhanh, cướp nhanh, cướp nhanh. Nó sắp qua, nó sắp qua. Ê, thằng Lee Sin về. Ủa, thằng nó ăn hết rừng của tao vậy. Chúng ta sẽ đi gank top thêm một lần nữa nha anh em. Đấy, phá cắp mắt đi ông. Để tôi lại gank cho ông. Sống lộ con mẹ nó rồi ông ạ. Đây tôi sẽ canh ông này. Để chút ông ơi. Cần ti này gồng kiểu gì anh em ơi. Tôi đéo biết ân xài ân ti của này. Hút dinh dưỡng, hút dinh dưỡng. Hay quá ông ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Thế này là swing. Mày tôi hút sấp mặt lờ nhà mày luôn giờ. Úi rồi, úi rồi. Hay quá. Y nha. Phê. Tới đây mày. Ây da. Không đau lắm. Và mình sẽ đi về nhá anh em. Có hai thanh niên dưới bot nó lên rồi. Có thể đép mid. Bình tĩnh nào các vị huynh đại. Mình lên AD mà nhỉ. Sao mình phải. Đây là đánh tranh nhiều. Này thì tốn rất là nhiều sức mạnh phép thuật luôn. Mình lên AD thì nó lại khác. Chưa gì mà đã tốc biến rồi. Tôi là có làm được gì đâu. Một thằng Fana như mình như này thì có làm được cái gì. Thế mà nhờ. À, nhiều thằng sợ đấy. Đáng hay quá, hay quá. Của ra xua chúng ta mày. Rồi xong, được bò lạc rồi, bò lạc rồi. Bò lạc trưởng.
à, lại bỏ lạc thế. Sẽ quét trong này xem có mắt không. Bây giờ chúng ta còn đi ăn rồng lén. Mình phải ăn búa đỏ rồi đã. Con này mình nghĩ là lên phép nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều luôn. Thay vì lên AD anh em. Mà lỡ nói rồi chúng ta phải lên AD thôi. Chơi là phải chơi tới cùng đúng không anh em? Chơi là phải chơi lớn. Ủa, kéo tới. Chú dinh dưỡng nào. Anh ra đừng bắn. Hiền quá. Không nên mình ngắm chả chuẩn tí nào cả. Vui về 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 anh em. Mình sẽ lên cái món đồ huyết đao này. Có cái lượng tốt đồ đánh. Mình sẽ mua cái giày này để phòng thủ. Tiếp đấy thì mình sẽ mua cái đồ này. Mình sẽ lên cái anh em đố anh em biết mình sẽ lên gì. Gươm vô danh đúng không? Lên gươm vô danh, gươm vô danh. Gươm sao lại gươm vô danh nhỉ? Gươm vô danh là gươm không có tên. Mình nghĩ là thế. Cho nên nó sẽ đặt được, sẽ đặt gọi là vô danh. À, anh bạn tôi, anh bạn tôi kìa. Xong bạn tôi rồi. À, hỏng hết bánh kẹo rồi. Em sẽ hướng dẫn cho anh em cách ăn hai con một lúc. Đây, ăn hai con một lúc nha anh em. À, mất con mẹ ở trụ trên này rồi. Để ra kịp không? Đến con mẹ chúng mày hết đi. À, mình nhăn còn dư nhiều cái quá. Ta sẽ không nên về. Và chắc là thằng Lee Sin nó sẽ đang ăn cái con búa đỏ đó. Chúng ta sẽ đi ăn ấy vậy. Bây giờ có mắt ở đây rồi. Nó ra. À, Lee Sin đấy ông ơi. Xong, đứng đây phản anh, đứng đây phản anh. À. Tôi tăng trụ cho không? Nào ping, thằng này ping vậy? Tôi xua lên à? Ăn quả này. Nào mày vào đây. Chỉnh giữ sân mà lờ luôn. À thằng sau, thằng sau. Đau đấy. Bằng rượu đau đấy anh em ơi. Cứu tôi anh em. Anh em cứ bỏ rơi tôi thế này. Thằng quái vật nó đang đánh mình vậy. À mình đang phải đối đầu với thằng quái vật. Người đấy thì anh em đang phải thì mà băng trụ giết nó gớm thế. Qua ra kill này. Thằng này được qua ra kill như vậy. Thằng quái vật này nó trâu phải linh hồn luôn anh em. Mình sẽ lên cái gươm vô danh. Nó trâu quá. Đánh cả xin nhê nó cả. À mình đang cover cho ông Riven ông chém thằng này đi chứ. Để nó xanh này không được. Chết một mạng rồi. Hỏng hết cái bánh kẹo. À này thì nó trâu như một con bò luôn. Đây. Ủa yếu ít nhở. Nên AD cũng yếu. Nên AD cực yếu rồi anh em. Nhưng mà lên phép thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bú thịt dưỡng này.
Trời ơi, anh em của tôi. Hay quá không ạ? Biến ra. Chết mẹ tôi rồi. Có ai để cứu tôi không? Hay quá. Hôm kia làm quả mẹ chí mạng rồi đó. Cho nên là nó không dí được mình nữa. Hay quá ông ơi. May mà có ông ấy hất tung cho mình, chứ không là mình mẹ đứt con mẹ rồi anh em ạ. Cái này nó tính nhá, che thử gió, nhưng mà từng gió sao mà che được cái hút của mình. Cái hút tinh dưỡng của mình mẹ cực đau luôn. Đau. Hút xuyên người. À, quên làn dọc. À, ra xua, ra xua. Thật ra đi. À, ủa, chết mẹ tôi rồi. Hút tinh dưỡng nào. Xong tôi rồi. À, di chuyển vào một pha không có mắt gì cả. Mà cái bạn đã dành dùng hết tất cả mọi thứ vào người mình rồi. Đây, con bát này chúng ta sẽ thắng. Hay quá anh em. Dạ dạ. Cạp kìa, cạp không chết. Mày cạp không chết kìa, nhỏ vãi. Là mình sẽ đi sút bọt nhé. Mình sẽ đi sút bọt, nhưng mà mình lên đồ của AD. À, lên đồ này thì mình không biết solo với ai đây. Không biết solo với ai đây anh em. À, kiểu như mình sắp về con mẹ luôn rồi ấy. Thay vì mình sẽ hút hút nó thì mình sẽ đánh thường nhiều hơn. Chạy đông ơi. Anh ra, đông tới rồi. Yeah. Úi dồi ôi, hên chưa kìa. Ây da. Này nó chơi quyết đoán đấy nhở. Chém nó đi ông ơi. Trời ơi, mình trợ mấy mô tôi này. Mình sẽ mua thêm cái món tốc độ đánh đi. Không thấy ít tốc đánh con này lên kiểu đéo gì cũng thấy ít tốc độ đánh hết anh em ạ. Vãi lắm. Trời ơi, dễ trông ra xuôi thế. Xua dễ vãi. Dễ vãi đai. Ta sẽ đi ăn bùa đỏ nào. AD thì vẫn chưa thấy combat. Combat tổng thì vẫn chưa thấy AD. Mấy combat ở đây vẫn AD không? Vẫn đi đẩy lẻ. Nào. Chơi tập đi đẩy lẻ này. À thôi, mình sẽ đi ăn rồng nhá. Cũng 20 rồi, bây giờ phải ăn con rồng đầu tiên. Rồng rắn anh em. Các sự trợ giúp của anh em. Rồng ông, để ok ông luôn. Thu sinh dưỡng. À... chúng mày tính làm gì, vào đây cướp rồng à? Cho thêm tiền dám cướp. Anh em có anh em là cover không? Ủa thôi, mình đã làm gì nữa? Thầy nó mẹ trâu vật vã luôn. Đánh đến mấy thì nó cũng đéo chết. Hôm nay thì hết mana rồi. Mình cũng không làm được gì nhiều. À, còn bắt này chúng ta... nó này trâu quá. Level 14. Ui, này mẹ ao con mạnh level rồi.
Trong khi đấy thì anh em của chúng ta mới level 13 là mẹ mát rồi, mà nó level 14 luôn. Quái vật. Không lên xin giáp đi, đúng rồi, ông Gia Xuân nói đúng ấy. Không lên xin giáp đi. Rồi xong, đúng trâu như một con bò luôn. Tăng trụ giết ông Riven luôn mà. Đúng kiểu mẹ EZ. Đây nó đang ăn cái bãi này của tôi. Không sao đâu người anh em có thể chạy được mà. Bình tĩnh người anh em ơi. Nó ném mẹ ném rửa đâu vậy? Thằng Lacy đang núp trong này. À nó đi rồi. Úi sợ ông kia. Không chết được đâu. Ui nhưng nó có dấp gai. Chết mẹ rồi. Hay da, đau quá. Trốn đi. Đúng như một con bò rồi. Cháy hết rồi gai. Này đéo phải là người đâu anh em ơi. Quái vật rồi. Chúng ta sẽ trêu cho thằng này về. Để anh em có thể đẩy mid. Đây là một cái chiến thuật chúng ta. Bây giờ nó cứ đánh mình cả. Ây da, tốc biến luôn vậy. Trời sao chết hết luôn. Cáp tân trưởng. Giết nó. Riven hồi combo đi mà nhanh lên. Trời ông Riven. Đánh chắc bắp quá. À mình lên mẹ búi đồ này cũng phế luôn anh em ơi. Một phần là cái thằng cờ hó kia này mẹ. Ba thằng. Ba thằng đánh không chết. Khổ. Thế nó phải thủ cả giáp gai rồi đây này. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Mình sẽ lên cái full tốc độ đánh anh em. Mình sẽ lên full tốc đánh luôn. Thôi đi farm, đi farm. Ui rồi anti. Hôm nay anti. Ui bắn. Dân hit, dân hit, dân hit. Cứ đứng mà nó đánh thôi. Không sợ thằng nào. Cái thằng Lacy nó cướp blue của mình chưa nhở. Anh em vào hỗ trợ cái nào. À chưa, chưa xong. Anh nha. Đầu tư cái nhẹ chúng ta được cái mạng. Ủa chết mẹ tôi rồi. Chạy gấp, chạy gấp. Chạy khổ rồi. Là quái con mẹ nó vật rồi. Nào 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 nào, bình tĩnh bình tĩnh. Mình chưa lên xong cái ấy anh em ơi. Thằng Xua nó vẫn ở trong này. Làm sao không sao. Tôi đéo, tôi trêu, tôi đéo cho ông về. Dậy á. Hút dinh dưỡng. Có vẻ như là hút dinh dưỡng mẹ cái cách mà kéo ổn tí nào cả. Bọn này đéo ổn rồi anh em ơi. Bắn nó đi. Bắn nó luôn. Hôm nay chưa có xuyên giáp rồi. Mẹ bắn chỉ gãi cho nó thôi. Đéo phải người rồi anh em ơi. Hút đồ rồi. Đéo phải người. Bắn nó ông này chết đấy. Càng bắn càng chết. Quả này bị lật kèo rồi. Nhưng không sao, chủ yếu mình làm video này là review cho anh em xem thôi. Rồi xong. Ngu người, ngu người. À, cái tỷ của mình. Ây da. Ây
này ra đây. Nó level 16 rồi. Ồ, trâu quá. Trâu quá anh em ơi. Ui rồi bị bắt rồi. Ôi xin lỗi ông nhá, tôi đéo thể giúp được ông được. Giúp mà tôi chết bắt con mẹ luôn ấy. Tôi đã ăn được mạng nhỉ. Ui, lại 2 mạng rồi này. 3 mạng. Nguy hiểm quá nhỉ. Đồng rắn đi ăn nha anh. Ây da. Ai đó giúp tôi. À sao lại ông ra suốt lại bị lạc con mẹ ra đấy vậy. Sao bị bị lạc con đấy làm gì. Chúng ta đang đánh nhau ở bên này mà mấy ông lại còn bị lạc con bên đấy. Ta sẽ mua cái món phép phép này tí cho có cái lượng là phép lên thì cũng được. Ok. À khó quá, khó quá, trận này khó quá. Ông cái này lên trên lên cả nhiễu trượng à, tính băng chủ à. Riven lại mang cái ấy cho nên là không solo lại là phải. Riven anh ấy mang cái chinh phục này có thể solo chém Mundo thì là dễ hơn. Hất tung này. Ây da, chết rồi, chết cả lũ rồi, chết cả lũ rồi. Rồi xong. Mà không sao anh em, tôi sẽ cướp Baron. Anh có tin tôi không? À, kiểu như mình sắp bị bắt rồi. Quái vật nó đang đến. Không có cách nào để chạy cả. Đi vào chỗ AD cho nó chết lây. Mà nó về rồi. Làm gì? Rút mẹ đi. Rồi xong. Tốc biến lời tình. Ây da. Ây da, ây da, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh em? Anh em thấy thế nào? Một pha tốc biến mẹ lừa con mẹ ở tình nhá. Mấy kia, mình thấy con mắt nó cắm qua bên kia rồi mà nhờ. Thế nào là đéo biết. Đéo hiểu luôn. Thằng Mundo là mẹ nó vẫn đứng ở đây làm cái đéo gì đây. Mình vừa thoát chết trong mẹ gang tấc. Mình không muốn chết hơn thêm nữa đâu. À anh em đang tối của tôi đang ăn Baron lén. Hi hi, tôi sẽ đứng đây làm kiểu đánh lắc hướng anh em. Sau đó anh em ăn Baron. Chúng ta có thể trụ được cái trụ. Biến mẹ mày đi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Hay quá anh em của tôi. Mày mày mày. Láo láo láo. Ra mày ra đây. Còn tao lính sắp ra rồi. Biến mẹ mày đi. Ui, chạy chết. Dạ, về đi swing. Không thấy gì cả. Chiếc thằng cờ hóa AD này. Ủa anh em chúng ta đang đẩy nhà rất ghê rồi. Không cho nó về, không cho nó về. Không cho nó về là win. Không cho nó về anh em ơi. Đừng cho về, đừng cho về. Đúng rồi, không cho về. Tiến mẹ mày ở đây. Ai cho mày về. Một thằng. Mẹ thằng này. Trời ơi, tí nữa thì giết được nó rồi. Hay quá, hay quá, win rồi, win rồi. Vậy là trận đấu của chúng ta có vẻ là sẽ kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Và đừng quên ấn like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sắp tới. Đừng quên like và đăng ký nhá. Win. Win, 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 win.